Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền Thủ tướng, ký phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Như vậy, sau gần 4 năm từ lúc khởi thảo xây dựng, quy hoạch điện 8 với mục tiêu chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái năng lượng tái tạo và xuất nhập khẩu điện được phê duyệt. Theo quy hoạch lần này, Việt Nam sẽ phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới đến năm 2050, cùng các công trình liên kết lưới để xuất nhập khẩu điện với các nước. Điểm mới ở quy hoạch lần này so với trước đây là ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, chiếm khoảng 31-39% vào năm 2030, tương đương 5.000-10.000 MW. Tỷ lệ này có thể tăng lên 47% cùng với các điều kiện cam kết theo tuyên bố chính trị về thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với Việt Nam. Cũng theo quy hoạch này, dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có 2 trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, gồm sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện, công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo, lắp đặt dịch vụ, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại các khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ.